Một người không muốn ở lại, sự làm gì cuộc tình đã phai. Chẳng người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh bao khó khăn. Vẫn lòng thêm chẳng được gì, sẽ cho cùng thì em vui đi. Chỗ không buồn cần để làm theo lý trí. Chờ còn đâu những ngày mai, hai ta đã cùng nhau trải qua. Không nghĩ là em đã một lòng rồi chắc. Một ngày nào nếu như mà gặp người ta đến đây, cứ vẫn đau quay lại về đây, có sao đâu. Đúng không? Chẳng cần đôi câu nếu em thấy anh ấy quan trọng. Giờ em đi đi, anh không trách em đâu thật tâm những gì. Anh sáng yêu em, với anh không hề hoãn tí. Ngày vừa quen nhau, ai đã hứa yêu anh trọn đời đến xa. Vậy giờ thương đau sao cho mỗi em đầy vẹn một lúc đâu. Còn không em mới những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi. Nó sẽ không rời, tương lai phải xa cách rồi. Một người không muốn ở lại, sẽ làm gì cuộc tình đã phải. Dừng người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh đau khó khăn. Bận lòng thêm chẳng được gì, sẽ cho cùng thì em vẫn đi. Cố không buồn chẳng để làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua. Không nghĩ là em nỡ một lòng rồi chắc. Một ngày nào nếu như mà gặp người ta em thấy, cứ vẫn đau quay lại về đây, không sao đâu. Người ta em thấy cứ muốn đau quay lại về đây, không sao đâu.